Dự trù là sẽ hát một cái bài sôi động, nhưng mà chắc là bây giờ mình sẽ hát một cái bài nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Bài này Dòng đời em trôi hả Ngọc chị? viết, dạ, Dòng đời em trôi. Ngọc xin phép được đàn cùng với lại Thăng, một cái người guitar mà đã làm cho Ngọc rất là cảm hứng Chị là người đầu tiên trong chiều nay. song tấu với ảnh đó, Phô hôn. cho nên là chị đừng làm ảnh hồi hộp nha. Không, chị đã dặn trước đó rồi, nên là khi mà song tấu như vậy là tôi chỉ là phụ, bạn là chính, cho nên là tôi quẹt 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 và bạn phải trám giùm Chị làm khó guitar của em quá. Rồi, bây giờ sẽ hát tặng mọi người ca khúc này, Dòng đời em trôi. Thế là tặng ba mẹ. Một bài hát rất là nhẹ nhàng. Chị á, thực sự là rất là xin lỗi mọi người, là tại vì hồi nãy á, nước mắt á, phải nuốt vào bên trong, Nước mắt chảy ngược. chảy ngược vào trong, cho nên là nhiều khi á, là nó hơi bị nghẹt nghẹt mũi á, không có dám hát thoải mái sợ nó bị bể, cho nên là phải kiềm chế lại. Khán giả tha thứ cho chị, bởi vì nãy giờ như Yến đọc thì vẫn chưa thấy có một cái bình luận nào mà cảm thấy bất bình với giọng hát của chị, nên chị cứ yên tâm thể hiện tiếp chị nha. Khán giả cũng bị đau quá. Và